Chào các bạn, mình là Văn Thị Kim Tuyến, học sinh lớp 4B, trường tiểu học Phú Thuận B4. Mình rất vui được thay mặt các bạn trong lớp tham gia cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề Cuốn sách tôi yêu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Bạn thân mến, trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai trò rất quan trọng. Sách là chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài và trí tuệ tâm hồn con người, là người thầy thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô tận, dạy ta biết cách sống và biết hy sinh. Sách là kho tàng tri thức vô tận rất quan trọng đối với tất cả mọi người, bởi sách ghi lại những kiến thức, những giá trị mà người đi trước đã kiếm tìm, học tập và trải nghiệm và truyền lại cho những thế hệ đời sau. Đọc sách là nhu cầu thiết yếu đối với mọi người. Đọc sách giúp chúng ta mở mang kiến thức, bồi dưỡng tâm hồn và phát triển tư duy sáng tạo. Đọc sách giúp chúng ta nói gìn giữ quá khứ, hiện tại và tương lai. Ta thường nói thiên tài chỉ là 1%, còn 99% là mồ hôi và nước mắt. Đúng vậy, để có được thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống, trong nghiên cứu khoa học, con người cần sự cố gắng, nỗ lực và lao động rất nhiều. Không có sự thành công nào đến với chúng ta một cách dễ dàng. Bởi thế, ông cha ta ngày xưa có câu, kiến tha lâu đầy tổ, để đề cao đức tính chăm chỉ của con người. Chăm chỉ là một trong những đức tính tốt đẹp mà chúng ta cần rèn luyện và phát huy. Không ai sinh ra đã giỏi và làm được mọi việc. Việc gì cũng cần phải cần cù, phải chăm chỉ mới có được đền đáp xứng đáng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một quyển sách mà mình tâm đắc nhất. Đó là quyển sách Chuyện kể về đức tính cần cù và chăm chỉ của nhà xuất bản Dân Trí do tác giả Quang Lân sưu tầm và tuyển chọn. Sách được thiết kế gọn nhẹ với khổ 13x20.5cm giúp chúng ta có thể dễ dàng cầm đọc trong những giờ ra chơi. Ở trang bìa với tông màu xanh bắt mắt, ở giữa có dòng chữ Chuyện kể về đức tính cần cù và chăm chỉ. Bên dưới càng nổi bật thêm là hình ảnh minh họa của những nàng tiên bướm đang lượn quanh bên những bông hoa tươi thắm. Nội dung quyển sách được giới thiệu tóm tắt ngắn gọn súc tích với 200 trang gồm 42 câu chuyện khác nhau. Và trang đầu là lời giới thiệu nói về đức tính cần cù và chăm chỉ. Mỗi câu chuyện mang đến cho chúng ta một bài học và giá trị sâu sắc. Câu chuyện đầu tiên mà sách mang đến cho chúng ta là Kiến và Châu Chấu. Câu chuyện cho ta thấy, nhờ chăm chỉ, tha ngô, lúa mì về tổ mà kiến có một mùa đông no đủ. Còn châu chấu xanh thì mãi chơi, không lo chuẩn bị lương thực, nên bây giờ sắp kiệt sức vì đói và rét. Hay câu chuyện Ve Sầu Đi Học, từ trang 162 đến trang 164. Vì lười biếng, ham chơi mà cả đời này Ve Sầu và giấy con chỉ biết mỗi một chữ Y và chữ E mà thôi. Qua câu chuyện này, em hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu được đức tính cần cù và chăm chỉ là rất cần thiết trong cuộc sống, giúp con người vượt qua những khó khăn và đạt được những thành tựu tiến bộ hơn để trở thành người có ích cho xã hội. Câu chuyện cô bé chăm chỉ ở cuối quyển sách cho ta thấy, nhờ chăm chỉ mà cô bé Marie không bị điểm kém về môn toán nữa và còn được ba mẹ, cô giáo và các bạn quý mến. Qua câu chuyện, em thấy rằng nếu bạn nào chăm chỉ chịu khó học hành thì thành tích luôn tốt hơn những bạn không chăm chỉ. Quyển sách, em nhận thức rằng đức tính chăm chỉ là một đức tính quý báu của con người. Vì vậy, chúng ta cần phải cố gắng, chăm chỉ và nỗ lực hết sức để đạt được mục đích sống, niềm vui và hạnh phúc của cuộc đời mình, để thành đạt trong xã hội, làm đất nước thêm phồn vinh, phát triển để sánh ngang với các nước trên thế giới. Thưa quý thầy cô và các bạn, tuổi thơ thời hiện đại khác hẳn với tuổi thơ trước đây. Thời đại 4.0, công nghệ thông tin đã xâm nhập vào từng nhà và từng ngõ ngách trong cuộc sống. Đâu còn những đêm, dù có trăng sao hay tối trời, chúng ta vẫn ngồi quây quần bên nhau, nghe bà kể những câu chuyện cổ tích để thả hồn theo thế giới thần tiên với bao mộng mơ. Đọc truyện không chỉ có tác dụng làm phong phú khả năng ngôn ngữ, khả năng liên tưởng, khả năng biểu đạt cảm xúc mà còn bồi dưỡng, vun đắp cho chúng em về bề mặt tâm hồn. Các bạn ơi, sách là một nguồn kiến thức vô tận trải dài như dòng nước mênh mông. Chính vì thế mà ngày nào chúng ta cũng cần phải học tập để hoàn thiện bản thân mình hơn nhé.
Phần dự thi của em đến đây là kết thúc. Xin chúc ban tổ chức, quý thầy cô và các bạn học sinh nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Em xin trân trọng kính chào.